thực hiện chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2021 với mục tiêu kiểm soát tình hình tai nạn thương tích trẻ em. Hiện các địa phương trên cả nước đã đặt mục tiêu giảm tình trạng đuối nước ở trẻ em, tăng tỷ lệ trẻ em biết bơi và biết các kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Theo số liệu thống kê tại Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Tỷ lệ ở khu vực nông thôn cao gấp 4 lần so với khu vực thành thị. Đuối nước chủ yếu xảy ra tại cộng đồng, chiếm tới 77,6% ao hồ sông suối, biển, ngã xuống hô ga, hồ xây dựng, 15,8% xảy ra tại gia đình và 6,6% tại nơi khác. Tại thành phố Đà Nẵng trong những năm qua, các địa phương luôn quan tâm chú trọng trang bị các kiến thức kỹ năng phòng tranh đuối nước cho trẻ em và cộng đồng. Các bể bơi trường học trên địa bàn thành phố mở cửa thường xuyên vào dịp hè, tạo điều kiện thuận lợi cho các em nhỏ đến học kỹ năng bơi và kiến thức cần thiết để phòng tranh đuối nước.